hãy sẵn sàng cho trải nghiệm đua xe đỉnh cao trong trò chơi đua xe đấu trường đầy hành động K-X-K-5. Trong K-X-K-5, người chơi sẽ được trải nghiệm những trận đua xe tốc độ cao và có nhiều tính năng quen thuộc. Trong quá trình đua, người chơi có thể thu thập tiền thưởng, nâng cấp xe và bổ trợ để phá hủy xe đua của đối phương, hoặc tăng khả năng di chuyển nhanh hơn qua nhiều dạng địa hình. Ngoài ra, người chơi còn có thể mở khóa xe mới miễn phí thông qua nhiệm vụ. Tất cả các tính năng này sẽ giúp cho trò chơi trở nên hấp dẫn hơn và đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho người chơi. Hệ thống xe trong trò chơi khá đa dạng, người chơi sẽ có nhiều lựa chọn cho việc chọn chiếc xe phù hợp với phong cách chơi của mình, với nhiều kiểu tạo hình khác nhau như xe tải, xe buýt và nhiều loại xe khác. Người chơi có thể tìm kiếm và chọn chiếc xe phù hợp với mình để trải nghiệm trò chơi một cách hoàn hảo nhất. Bên cạnh đó, người chơi có thể trang bị thêm phụ kiện đi kèm, không chỉ làm cho chiếc xe trở nên mạnh mẽ hơn mà còn khiến chúng rất ngầu. Có hai chế độ trò chơi khác nhau cho người chơi trải nghiệm, chế độ cốt truyện và Battle Arena. Trong chế độ cốt truyện, người chơi sẽ tham gia vào các trận đua trên một bản đồ hành tinh 3D, tiêu diệt những chiếc xe quái vật và chám trán với những chùm cuối khó nhằn. Ở chế độ Battle Arena, người chơi có thể tham gia vào các trận đấu PvP trong một arena đặc biệt và cố gắng đánh bại các đối thủ khác để giành lấy ngôi vị dẫn đầu. Với thiết kế hình ảnh 3D hoạt hình vui nhộn, những pha hành động đua xe sống động hơn khi người chơi lái xe vào từng thử thách trên các đường đua. Điều này sẽ giúp cho trò chơi trở nên hấp dẫn hơn và đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho người chơi. Những điểm nổi bật của trò chơi như lối chơi tốc độ cao và hình ảnh 3D tuyệt vời. Các trận đua bùng nổ trên nhiều địa điểm khác nhau, thể hiện khả năng điều khiển xe đua và cán nát xe đối thủ. Hệ thống xe đa dạng với nhiều kiểu tạo hình khác nhau.
phần được.